Xin được chào đón quý vị khán giả, chúng ta đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Qua mỗi số phát sóng như vậy, chúng tôi hy vọng mang đến cho quý vị những hiểu biết căn bản về mặt pháp luật cũng như là những cách giải quyết, những kỹ năng nào để chúng ta có thể xử lý những vấn đề về tranh chấp dân sự, xung đột trong cuộc sống. Và chúng tôi vẫn sẽ có những luật sư, những chuyên gia về luật sẵn sàng chia sẻ, tư vấn cho quý vị. Và ngày hôm nay, Minh Hiếu rất vui được giới thiệu đến quý vị khách mời của chương trình, luật sư Nguyễn Anh Đào đến từ Đoàn Luật sư Đồng Nai. Xin được chào luật sư ạ. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình và xin chào Minh Hiếu. Xin được chào luật sư, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện liên quan đến hôn nhân gia đình, mà là một câu chuyện đáng buồn khi mà vị khán giả này chia sẻ là tôi và chồng đã lấy nhau được gần 9 năm. Mới đây thì tôi có phát hiện chồng tôi ngoại tình với một bạn nữ đồng nghiệp chung công ty. Tôi không thể chấp nhận việc anh ấy lừa dối tôi những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua nên đã viết đơn ly hôn. Tôi có chụp lại được tin nhắn và ghi âm cuộc nói chuyện thân mật giữa hai người với nhau. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể dùng đó làm bằng chứng để yêu cầu ly hôn được hay không? Vì chồng tôi ngoại tình nên mới dẫn đến hai vợ chồng ly hôn. Vậy thì khi chia tài sản, có được xét điểm này để tôi được phần tài sản nhiều hơn hay không? Mong sớm nhận được phản hồi từ luật sư và chương trình. Tôi xin cảm ơn. Đầu tiên thì luật sư có thể cho mọi người biết quan điểm của mình về vấn đề ngoại tình hiện nay, theo góc nhìn của luật sư ạ. Cái từ ngữ mà trong thuật ngữ pháp lý thì không có từ ngoại tình. Dạ. Tức là mà chỉ có cho rằng một người đã có đăng ký kết hôn rồi mà vẫn sống chung như một với một người khác. Yeah. Ngoài vợ của mình á, tức là ngoài cái người đã đăng ký kết hôn với mình á. Yeah. Như vợ chồng thì cái đó là hành vi vi phạm. Do đó trong cái bức thư cái vị khán giả cũng có nói rằng, yeah, cái việc mà anh ấy ngoại tình dẫn đến cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thì do đó đó cũng là một trong những cái yếu tố mà dẫn đến cái việc mà họ ly hôn. Thì cái việc này đối với cái việc mà theo quy định của luật hôn nhân gia đình thì cái việc mà một người đã có vợ hoặc có chồng rồi mà vẫn chung sống với người khác như vợ chồng, yeah, thì đó là hành vi vi phạm. Chúng ta sẽ đi vào khai thác chi tiết hơn từ luật sư. Vậy thì trong trường hợp của vị khán giả có người chồng ngoại tình dẫn đến việc ly hôn, vậy đây có phải là điểm để mà tòa dựa vào để chia tài sản cho người vợ được phần nhiều hơn hay không, thưa luật sư? Trong quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về chia tài sản, ngay cả trong luật dân sự cũng vậy, thì cái việc mà chia tài sản là chia đôi, cái, yeah, việc ly hôn á, chia tài sản là chia đôi. Ngoài ra còn có tính cái việc mà công sức tạo ra tài sản, rồi còn xem xét được rằng tài sản này, cái nguồn tài sản từ đâu mà có. Tuy nhiên, nếu như người vợ hoặc người chồng chứng minh được rằng cái việc mà do lỗi của một bên, ví dụ như trong cái câu chuyện này thì nếu như cái vị chị vợ này chỉ chứng minh được rằng đây là lỗi của người chồng trong cái việc mà người chồng đi ngoại tình sống với người khác và mà dẫn đến cái việc hôn nhân nó đổ vỡ, dẫn đến những cái mối quan hệ hoặc là những cái vấn đề nghiêm trọng hơn trong gia đình của họ, thì xét về lỗi thì tòa họ sẽ xem xét cái việc lỗi của ai, họ sẽ xem xét tới cái việc chia tài sản. Chứ không phải rằng là chúng ta cứ cung cấp chứng cứ, chúng ta cho rằng đây là anh này ảnh ngoại tình, dẫn đến cái cuộc hôn nhân của chúng ta đổ vỡ, mà tòa nó sẽ chia, mà xét rất nhiều yếu tố chứng cứ chứng minh, mà các chứng cứ mà chúng ta nộp cho tòa phải được chấp nhận và đúng theo quy định của pháp luật, và chứng minh được rằng thật sự khách quan được rằng người đó có gây ra một cái lỗi nghiêm trọng như vậy, dẫn đến cái cuộc hôn nhân của đổ vỡ. Thì qua câu chuyện mà vị khán giả này chia sẻ thì người vợ có nói là có chụp lại những tin nhắn cũng như là những bản ghi âm trò chuyện giữa chồng của cô ấy và người mà cô ấy tạm gọi là người thứ ba, thì có được xem là bằng chứng để mà người vợ yêu cầu ly hôn hay không, thưa luật sư? Thật ra trong cái mối quan hệ hôn nhân mà chúng ta cho rằng là nó dẫn tới cái việc mà mâu thuẫn, dẫn tới việc đổ vỡ mà chúng ta, và những cái chứng cứ mà cô chụp từ tin nhắn, từ Zalo cũng có thể là xem là chứng cứ. Nhưng mà chứng cứ đó phải được xác nhận bằng văn bản và chúng ta phải, đó là cái sự khách quan, và chúng ta phải được tòa án xem xét có chấp nhận đó là cái chứng cứ dẫn đến cái việc mà họ đổ vỡ hay không. Như khi trên thực tế thì ra tòa những cái chứng cứ này, cái bên mà họ, ví dụ như người chồng hoặc người vợ, họ không bao giờ nhận cái việc đó.
họ không có thực sự nhận, dù như tờ hỏi rằng là à cái này có phải là tin nhắn yêu thương hoặc cái gì không, thì họ sẽ chối bỏ ngay. Do đó cái việc đó cũng rất là khó, mặc dù chính người vợ cũng xác nhận rằng à có ghi âm rồi có chụp lại những cái tin nhắn đó. Nhưng để xem đó là chứng cứ hay không thì chúng ta phải thực hiện rất là nhiều cái thủ tục để đúng theo cái quy định để được tòa chấp nhận đưa cái đó vào là một trong những cái chứng cứ. Lúc nãy luật sư có chia sẻ là cái hành vi vừa rồi không gọi là ngoại tình mà đúng nghĩa là gọi là vi phạm pháp luật. Vậy thì theo luật sư, người chồng trong trường hợp này sẽ có mức phạt như thế nào? Cũng nói rõ cái này không phải là vi phạm pháp luật. Tức là ví dụ như trong cuộc sống của chúng ta có quyền chia sẻ, chúng ta có quyền nhắn tin, chúng ta có quyền trao đổi những cái lời nói với ai đó. Nhưng mà khi mà xem nó là một trong những cái chứng cứ để cho rằng cái đó là cái việc ngoại tình của người chồng hoặc người vợ của mình, thì chúng ta phải, thứ nhất, cái chứng cứ đó phải được cái người mà ví dụ như người chồng họ chắc xác nhận, họ xác nhận được rằng à đây có phải là cái lời nói của họ hoặc là cái tin nhắn của họ với người thứ ba về cái việc là họ có quan hệ lén lút hay không. Đúng, trước tiên họ phải xác nhận cái việc đó là tin nhắn đó họ có cái hành vi đó hay không cái đã. Và thường trên thực tế thì không ai nhận cái hành vi đó khi họ đã thực hiện cái việc là họ quan hệ với người thứ ba cả. Thứ hai nữa là nếu như trong cái việc mà chúng ta xác định rằng cái người chồng hoặc người vợ của chúng ta có vi phạm về cái nghĩa vụ mà hôn nhân gia đình, thì cái việc ví dụ như việc đó có thể là chúng ta sẽ bị xử lý. Đó là một là chúng ta sẽ bị xử phạt hành chính. Còn nếu như mà chúng ta đã xử phạt hành chính rồi mà chúng ta vẫn vi phạm cái nghĩa vụ một vợ một chồng, đó là không thực hiện theo đúng những cái gì của trong cái luật hôn nhân và gia đình đã quy định, thì chúng ta có thể bị xử phạt nặng hơn, có thể cải tạo không giam giữ hoặc là chúng ta phải đi tù. Xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Thấu lý thấm tình xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Minh Hiếu cũng xin được đại diện chương trình cảm ơn sự có mặt của luật sư Anh Đào. Và quý vị hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0934 367 565. Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và giải đáp những vấn đề của quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.